Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ngon Gia Đình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cùng với các bạn về cách nấu món thạch dừa mix cùng chanh leo để kinh doanh. Thời tiết nắng nóng như thế này thì kinh doanh thạch dừa sẽ cực kỳ hợp lý và đắt hàng. Mỗi một ly thạch dừa mát lạnh kết hợp cùng với vị thơm thơm chua nhẹ của chanh dây nhìn vừa ngon lại vừa bắt mắt. Cả cách nấu thạch dừa chanh dây kinh doanh như thế nào thì bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi video nhé. Đây là một set thạch dừa thô hiện tại bên mình đang có bán. Bạn nào có nhu cầu mua thạch dừa thô về kinh doanh thì có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại ở bên dưới. Mình có bán sỉ và lẻ toàn quốc nhé. Mỗi một ký thạch dừa thô như này thì các bạn sẽ được mình tặng kèm theo 2 chai hương dừa. Ở đây thì mình sẽ sử dụng 250g thạch thô. Và trước tiên thì mình sẽ cho nước vào để mình rửa và bóp cho phần thạch thô này nó ngậm nước và nở căng miếng thạch ra. Các bạn không có thời gian thì các bạn có thể cho nước vào, mình bóp sơ qua, sau đó thay nước mới và để ngâm khoảng tầm 1 cho tới 2 tiếng. Các bạn lại bóp và thay nước lại một lần nữa cho tới khi miếng thạch nở căng. Còn nếu như các bạn có thời gian và các bạn muốn rút ngắn cái quá trình nở của miếng thạch thì các bạn có thể bóp liên tục và mình thay nước nhiều lần. Mình bóp từ 3 cho tới 5 phút, sau đó mình thay nước mới và bóp thêm khoảng tầm 3 cho tới 5 phút nữa. Rồi các bạn ngâm 1 tiếng hoặc 30 phút các bạn lại bóp và thay nước một lần. Như thế thì tổng thời gian sẽ khoảng tầm từ 3 cho tới 4 tiếng là miếng thạch sẽ nở căng hoàn toàn nha. Đây là phần thạch sau khi mình đã bóp và rửa nhiều lần. Lúc này thì miếng thạch đã ngậm nước và nở căng. Các bạn có thể thấy miếng thạch vuông và to hơn lúc trước rất là nhiều. Thạch nở ra thì cũng sẽ được nhiều hơn. Mình sẽ đổ thạch ra rồi cho ráo hết cái phần nước mà mình ngâm. Thạch mình thay nước và bóp nhiều lần thì sẽ rất là trắng và nó cũng không còn mùi chua nữa. Trước khi nấu thì mình sẽ trần sơ qua thạch với một nồi nước sôi. Các bạn đun sôi nước, sau đó thì cho thạch vào và mình trần khoảng tầm từ 3 cho tới 5 phút. Bước trần thạch này cũng sẽ giúp cho miếng thạch hết đi cái mùi chua hoàn toàn. Sau khi trần thạch với nước nóng khoảng tầm từ 3 đến 5 phút xong thì mình sẽ đổ thạch ra một cái rổ cho ráo nước. Sau đó thì sẽ chuẩn bị một nồi nước sạch để nấu. Với 250g thạch thô thì mình sẽ sử dụng là 3 lít nước. Cho nước vào trong nồi. Sau đó mình sẽ cho vào 700g đường. Lượng đường thì các bạn có thể gia giảm tùy theo khẩu vị nhé. Và cho thêm vào vài cái lá cơm nếp cho thơm. Đun cho nồi nước sôi và đường đã tan hết thì mình sẽ cho miếng thạch thô vào để nấu. Quá trình nấu thạch này thì các bạn có thể nấu với thời gian là 20 cho tới 30 phút. Mình cho thạch vào, sau đó để lửa to, đun cho nồi thạch sôi lên thì mình sẽ hạ lửa nhỏ xuống một chút và cứ đun cho nồi thạch sôi đều như thế thêm 20 cho tới 30 phút nữa. Đây là 100g chanh leo, một số nơi thì gọi là chanh leo, một số nơi gọi là chanh dây hay là lạc tiên. Mình sẽ cắt quả ra và lấy 100g phần thịt bên trong. Sau khi nấu thạch sôi đều được khoảng tầm 30 phút rồi thì mình sẽ cho cái nước chanh leo này vào. Đây là chanh leo từ quả chanh tươi cho nên sẽ rất là thơm và nó có cái vị chua nhẹ. Vì vậy các bạn có thể nếm để mình tăng hoặc giảm lượng đường nhé. Sau khi cho nước cốt chanh leo vào thì mình sẽ đun thêm khoảng tầm 2 phút nữa thôi thì mình sẽ tắt bếp đi. Đây là cái lọ hương dừa được tặng kèm theo cùng với thạch thô thì các bạn có thể cho vào vài giọt để cho nó thơm. Tuy nhiên là thạch thô khi mà mình nấu cùng với chanh leo thì nó cũng đã có cái vị thơm nhẹ của chanh leo. Thì các bạn có thể cho hoặc không cho hương dừa cũng được nha, thì tùy theo sở thích của các bạn thôi. Và thạch sau khi nấu xong thì mình sẽ để cho thạch nguội bớt. Sau đó các bạn nấu kinh doanh thì có thể rót thạch vào trong những cái chai nhựa, rồi mình sẽ bảo quản ở trong ngăn mát của tủ lạnh.
Thạch khi còn đang ấm nóng thì mình ăn miếng thạch sẽ hơi dai, vì vậy mình cần phải để nguội, rót vào chai rồi cho vào ngăn mát. Thạch khi đã lạnh hoàn toàn thì sẽ rất là mềm và có cái độ giòn đặc trưng của miếng thạch. Thạch dừa kết hợp cùng với chanh leo vừa có màu vàng đẹp mắt lại vừa có mùi thơm nhẹ và vị chua chua ngọt ngọt đặc trưng của trái chanh leo. Các bạn nấu kinh doanh, ngoài việc mình nấu thạch không thì có thể kết hợp cùng với chanh leo để mình bán, giúp thay đổi hương vị và màu sắc cho thạch thô đa dạng hơn, mình bán hàng sẽ dễ hơn. Chúc các bạn làm thành công nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha!